Cái gì vậy sếp? Anh lỡ dắp chân anh té mà. Ủa, sức đầu mẻ tráng gì đâu mà em la làng làm thấy ghê quá. Đừng có nhìn cái gì nữa, lụm giùm đi. Nhanh lên. Rồi ai mua thì qua lấy nha, nhanh nha. Ồ, mọi người làm gì mà đứng rôm rả ở đây vậy? Ê, dạ chị. Ủa, bánh mì đâu ra nhiều vậy? Dạ, cái này là vợ em mới làm một ít bánh gửi lên công ty để mời mọi người ăn chơi vui. À, sếp. Dạ đây, em mời chị ăn thử nha. Ồ, bánh này vợ cậu làm đó hả? Dạ đúng rồi. Nhìn ngon quá ha. Ờ, nhưng mà chắc cậu ăn giùm tôi nha. Tôi đang kêu đồ ngọt. Dạ sếp. Thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Nhớ đọc bản báo cáo lên cho tôi nha. Dạ rồi. Các bạn kế hoạch đâu? Dạ thì em đang làm. Cái gì đang làm? Giao từ hôm qua mà giờ đang làm là sao? Anh giao từ hôm qua nhưng mà lúc đó là 11 rưỡi đêm rồi, gần 12 giờ luôn rồi. Sáng nay lên công ty em mới bắt đầu làm, sao mà kịp được. Thì tôi giao cái giờ khuya vậy, cô phải thừa biết là cái bản kế hoạch đó đang rất là cần. Phải làm liền chứ còn lý do lý đâu gì nữa. Thử đi, ngon lắm. Sếp ơi. Hả? Sao? Ok không? Chắc từ mai em không mua bánh nữa đâu. Tại em thấy cái bánh này khẩu vị nó không có hợp với em. Với lại bánh nhỏ xíu mà 20 ngàn em thấy nó cũng hơi mắc. Mắc á? Vậy thôi trả tiền bánh cô đang ăn đi. Ủa, nhưng mà nãy sếp nói là cho em ăn thử mà. Thì đúng là ăn thử, nhưng mà ăn thử đối với những người nào mua thôi. Còn người nào không mua là không có thử. Rồi còn nữa nè. Cái bản kế hoạch dự án sắp tới đó chút nữa nộp liền cho tôi nghe chưa. Cả cái phòng này là để một mình cổ làm thôi nghe chưa, không ai giúp hết á. Nhanh nhanh cho tôi à. Rồi sao mọi người thử bánh ngon không, có ai mua không? Em. Rồi, mua hết đúng không? Một hộp. Cậu một hộp. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, em xin lỗi. Em sẽ cố gắng nộp trong trưa nay ạ. Trưa nay lận hả? Lâu quá. Một tiếng thôi. Một tiếng sau là phải nộp cho tôi. Còn không là không được tính KPI đâu. À, với lại mọi người nè. Dạ. Giờ anh mới gửi lên một thùng bánh nữa. Vị mới. Mọi người báo lại số lượng cho anh như thế nào để rồi anh gửi cho mọi người nha. Ai mà giới thiệu được người thân nè, bạn bè nè, anh sẽ lấy giá sỉ cho. Vậy ha. Thôi làm việc đi, tập trung làm việc đi. Tiếng sau được bản kế hoạch đó. Kiếp nạn của bà tới rồi đó. Thôi, để tôi giúp bà làm bản kế hoạch nha. Cảm ơn bà. Ôi. Ê bà, nói nghe nè. Bánh vợ ông Toàn á, làm đã không ngon thì chứ, mà mỗi lần á, ăn xong á, Toàn bị đau bụng, còn buồn nôn nữa. Thì nếu như mà bà không muốn ăn thì đừng có mua. Cứ thẳng thắn nói với ổng đi, chuyện mua làm chi. Trời ơi, thôi. Lần trước tôi thấy bà bị đì á, là tôi sợ ổng chết rồi. Mua á, thì cũng được. Miễn là ổng đừng có bắt tôi ăn trước mặt ổng là được. Nhưng mà bà nói tôi mới thấy tức á. Tính ra lương của tụi mình có bao nhiêu đâu, mà sáng nào vô cũng phải mua cả 100 ngàn tiền bánh của ổng. Ổng làm như vậy có khác gì là cậy quyền bắt tụi mình mua đồ đâu. Ổng đang trục lợi từ tụi mình đó. Cái gì nữa? Ôi. Dạ chào sếp. Dạ. Mới nghe ai nhắc tên tôi hả? À, dạ đâu có. À, em xin phép sếp em đi toilet chút. Tôi nói cho cô nghe cái này. Bánh mà tôi bán đó, ai thích thì ăn, thích thì mua. Tôi đâu ép uổng ai đâu. Cô kêu tôi cậy quyền là cậy quyền chỗ nào? Hả? Làm việc đó không hiệu quả rồi. Có nói xấu cấp trên là giỏi. À, mà hình như cái hợp đồng của cô ở công ty là sắp hết hạn rồi đúng không? Tôi sẽ cân nhắc lại cái chuyện gia hạn hợp đồng với cô. Ờ, sếp ơi, cho em xin lỗi nha. Tại em ăn nói không có giữ mồm giữ miệng. Lần sau em sẽ chú ý lời ăn tiếng nói của mình hơn. Dạ, cho em một cơ hội nha sếp. Dạ, em xin lỗi mà. Em một hộp, chăm ha. Đây, chăm hộp. Đi làm rồi đó hả? Dạ sếp. Hôm qua nghỉ, là hôm nay phải mua bù. Hai hộp, 200. Hai hộp, 200 hả sếp? Ừ. Hai hộp 200, có 200. Đúng 200 cuối cùng. Cảm ơn sếp. Cảm ơn nha. Thôi làm việc đi. Mọi người làm việc đi.
Ủa? Giờ đợi tôi chưa? Chị, hôm nay cậu lại mang bánh đến cho mọi người nữa hả? Dạ. Ê, nhất mấy đứa rồi nha. Có trưởng phòng mà tâm lý rồi tốt bụng như vậy là hiếm lắm đó nha. Dạ. Mà chị nói nè, hồng ấy hôm nay cho chị mua lại đống bánh đó được không? Tại chị đang cần nó để tổ chức một cuộc thi ăn đó. Ai mà được giải nhất là sẽ được một cặp vé ăn ở nhà hàng 5 sao đó. Sao? Có ai muốn tham gia không? Dạ, em tham gia được không chị? Được chứ. Dạ được. Rồi, bây giờ trên tay mọi người đã có mỗi người một cái bánh rồi thì chị sẽ phổ biến luật nha. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần ai ăn nhanh nhất và nhiều nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng, được không? Bắt đầu luôn nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Ăn nhanh quá trời luôn nè, cố lên, cố lên em, cố lên! Thôi mọi người gần như là bỏ cuộc hết rồi, còn mình em thôi đó. Em mà ráng ăn thêm xíu nữa là thắng rồi đó. Cố lên. Ăn được nữa không? Ồ được, tiếp tục đi. Cố lên, cố lên. Ủa em có sao không? À, ăn tiếp đi, ăn tiếp đi, ăn tiếp đi em, còn mình em thôi đó. Ủa à. Sao? Cậu ổn không? Cậu đã nhận ra vấn đề bên trong đống bánh của vợ cậu chưa? Hả? Dạ rồi. Cậu không kiểm tra xem chất lượng bánh thế nào mà đã mang lên ép mọi người mua với giá cắt cổ như vậy. Đã vậy, có những bánh hết hạn rồi hư nữa, cậu vẫn ép mọi người lấy. Ai không mua thì cậu chèn ép, cậu đe dọa. Đó là việc một người quản lý nên làm sao? Dạ, em xin lỗi chị. Em biết em sai rồi. Em sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi, mà tất cả nhân viên ở đây nè. Bên cạnh đó, cậu cũng phải trả lại tất cả số tiền mà mọi người đã mua bánh. Nghe rõ chưa? Dạ chị. Cho anh xin lỗi mọi người nha. Từ bữa giờ mọi người mua bánh bao nhiêu tiền, mọi người nhắn lại cho anh, anh sẽ chuyển trả đầy đủ cho. Anh xin lỗi nha. Thôi không cần đâu anh ơi. Mỗi anh không báo tụi em phải mua bánh là được rồi. Nhưng là tụi em cũng hiểu mà. Giờ anh mới sinh con, làm bánh để kiếm thêm thôi. Còn như số tiền này tụi em gửi tặng cho đứa bé, mỗi anh đừng làm vậy nữa. Anh cảm ơn mọi người nhiều, thông cảm cho anh lần này ha. Thôi được rồi, dù sao thì cũng chưa có ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người, nên tôi sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng tôi vẫn kỷ luật cậu theo quy định của công ty để cho cậu nhớ, và coi như đây là bài học để rút kinh nghiệm. Nhớ chưa? Dạ, em biết rồi chị. Thôi được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Cậu coi kiểm tra xem bụng thế nào đi. Dạ. Yeah.